Trước đây, cứ mỗi khi vào mùa mưa, kho chứa hàng của công ty cổ phần Bà Rịa Siret thường bị nước mưa tràn vào. Nguyên nhân là do hệ thống kho dài, nhưng chỉ có một máng xối lại bị vách ngăn cản trở. Các ống thoát nước lại thường xuyên bị tắc nghẽn. Nghiên cứu kỹ thực trạng ống thoát nước, năm 2017, anh Trương Văn Phương, công nhân công ty đã có sáng kiến đục lỗ thông vách ngăn, kết hợp với thiết kế thêm các điểm thoát nước ở hai đầu máng xối. Nước mưa nhanh chóng thoát ra ngoài, không chảy ngược vào kho nữa. Sáng kiến của anh Phương đã giúp công ty tiết kiệm gần 800 triệu đồng mỗi năm, tiền thuê nhân công phơi hàng hóa và chi phí vận chuyển hàng hóa. Những cái gì mà có đổi mới cho có lợi cho công ty là mình phát biểu và trình lên cấp trên, có nếu cái nào tốt thì là được việc, là mọi người công nhân ai cũng được quyền như vậy. Cũng vì công ty là có giải cho anh em nên ai cũng có phấn khích để phấn đấu để sáng kiến ra hết. Mỗi ngày cảng Bà Rịa Siret tiếp nhận hàng chục tấn hàng, băng tải hàng phải hoạt động với cường độ cao, vì vậy không tránh khỏi hàng hóa thường xuyên bị văng ra ngoài. Nhận thấy những hạn chế này, anh Nguyễn Văn Đạt, thợ cơ khí của công ty đã đưa ra ý tưởng thiết kế hai miếng cao su ở chỗ tràn hàng, tạo thành máng hứng nhiên liệu chống tràn hàng. Sáng kiến của anh Đạt giúp công ty tiết kiệm được khoảng 600 triệu đồng mỗi năm. Ban giám đốc cũng như các trưởng phòng cũng đều phổ biến cho anh em là những ý tưởng sáng kiến của mình để đóng góp vô công ty, thì mình cũng đã có đóng góp vô công ty ý tưởng của mình. Mình cũng rất là vui khi đã được cấp trên ghi nhận, cũng như là anh em đồng nghiệp đã ghi nhận cái ý tưởng của mình đã làm lợi một ít gì đó cho công ty, thì như riêng mình cũng thấy cũng vui. Hai năm trở lại đây, hơn 100 sáng kiến giải pháp kỹ thuật của cán bộ công nhân viên công ty cổ phần Bà Rịa Siret được đưa vào áp dụng đã khắc phục những hạn chế bất cập trong hoạt động ở các bộ phận, đồng thời làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng. Để khuyến khích người lao động sáng tạo, hàng quý, công ty đều tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, vừa ghi nhận những ý tưởng mới, vừa kịp thời biểu dương khen thưởng người có ý tưởng khả thi, thiết thực, được ứng dụng rộng rãi. Riêng năm 2018, công ty đã khen thưởng hơn 50 lượt công nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động an toàn và cải tiến năng suất lao động. Đối với những nhân viên, khi mà họ có một cái ý kiến đóng góp và ý kiến đóng góp đó được công ty chọn và triển khai thực hiện trong thực tế, thì nhân viên họ sẽ rất là vui vì họ cảm thấy là một đóng góp của mình được công ty ghi nhận và được thực hiện. Khi đó họ tiếp tục để thực hiện và đóng góp cho những ý kiến khác, thì cái việc đó sẽ dần dần nhân rộng lên trong môi trường toàn thể nhân viên, để nhân viên họ cảm thấy họ là một phần của công ty và những đóng góp của họ rất ý nghĩa cho công ty. Thúc đẩy lan tỏa tinh thần lao động giỏi, lao động sáng tạo, công ty cổ phần cảng Bà Rịa Siret không chỉ tạo thêm những giá trị về kinh tế mà còn phát huy được trí tuệ, tinh thần làm việc hăng say, tình cảm gắn bó của người lao động với doanh nghiệp.